Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay Lợi xin giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe bán tải Ford Ranger sản xuất năm 2006, số sàn 2 cầu XLT. Xe biển Thái Nguyên 29C17891. Xe thì máy số khá là tốt, toàn bộ là chạy khá là ổn định và phần thân vỏ thì cũng còn khá là đẹp. Tất cả chiếc xe thì tổng thể 4 lốp thì bác chủ mới thay một dàn lốp khá là mới và đẹp. Về an ninh pháp lý thì bên em rút hồ sơ đầy đủ cho quý anh chị nào mà có nhu cầu rút hồ sơ. Với giá thành hơn 100 triệu, quý anh chị có thể sở hữu ngay được chiếc Ford Ranger 2006 này. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lần đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Và bên em Lợi cũng chuyên thu mua cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Quý anh chị nào mà có nhu cầu bán xe lên đời, ủng hộ em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng bên em là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được trao đổi xe, tư vấn. Chiếc Ford Ranger 2006 XLT số sàn 2 cầu này sử dụng động cơ máy dầu 2.2, đi khá là tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Chiếc xe này thì cũng khá phù hợp cho quý anh chị nào mua xe này về cho công nhân đi lại. Và máy số thì khá là ổn định. Toàn bộ xe thì bên em vừa mới thay lọc dầu, thay dầu và bảo dưỡng 4 má phanh hết rồi. Quý anh chị yên tâm về sắn đổ dầu và chạy thôi. Đăng kiểm thì chiếc xe còn khá là dài. Về toàn bộ phần vỏ của chiếc xe thì khá là đều. Tất cả chiếc xe thì đèn pha còn sáng và toàn bộ hoạt động khá là tốt. Đây là toàn bộ phần gầm của chiếc xe. Cơ bản phần gầm thì khá là khô ráo và sạch sẽ. Bác chủ trước mới thay 5 quả lốp khá là dày. Đây là toàn bộ lốp mới thay, cực kỳ dày. Và lốp này thì quý anh chị về không phải lo nghĩ gì. Vâng, rất chi là tốt về phần lốp. Toàn bộ các khe hở cánh cửa khá là đều nhau. Và toàn bộ các cái bậc lên xuống thì đã được bắt rất chắc chắn. Và bản XLT này thì đi khá là hay ở cái thời điểm 2006 này, phiên bản Ford Ranger XLT. Chiếc xe sau 15 năm sử dụng thì cái phần lót thùng của chiếc xe thì không bị mục mọt và khá là đẹp. Toàn bộ hai bên thành lót thùng thì cơ bản không bị móp méo. Về phần gầm của chiếc xe thì cơ bản là không bị mục mọt và phần sơn tem mác của nhà máy còn nguyên đây. Phần gầm thì khá là ok, em chạy thử thì cực kỳ chắc chắn và ổn định. Xe được lắp thêm màn hình và camera lùi đầy đủ cho quý anh chị hết đây rồi ạ. Toàn bộ cam lùi này, xe bậc lên xuống và bướng sau đều đầy đủ hết với phiên bản đủ XLT. Đèn hậu của chiếc xe thì toàn bộ nguyên zin, không có dấu hiệu bị rạn nứt và toàn bộ hai bên này khá là đẹp, đều nhau. Về phần nội thất của chiếc xe thì được trang bị ghế da, toàn bộ táp ly được dán vân gỗ khá là đẹp và xe được trang bị kính điện, toàn bộ độ thêm loa check và toàn bộ chỉ là của cánh cửa là nguyên zin, tem mác nhà máy còn nguyên bản từ đầu. Xe sử dụng động cơ máy dầu 2.2 số sàn 2 cầu. Đây là núm cài cầu của chiếc xe và đây là số sàn cần số. Tất
cả các phần cột của chiếc xe thì đều là nguyên zin, không có dấu hiệu bị đâm xô phần cột, không có bả tít và toàn bộ phần cột này. Nguyên bản bậc lên xuống. Đây là toàn bộ hàng ghế phía sau của chiếc xe, khá là đẹp. Trần lý nguyên bản từ đầu. Tất cả các táp ly cánh cửa đều được trang bị là vân gỗ khá là đẹp. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Quý anh chị có nhu cầu trao đổi mua bán xe ô tô đã qua sử dụng, ủng hộ em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 119 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Vâng, đây là phần đầu và phần máy của chiếc xe. Về toàn bộ phần máy thì rất chi là đẹp, toàn bộ em đã cho vệ sinh và sạch sẽ. Phần nhựa rất chi là sáng. Tất cả các cái phần rằng két nước đều là nguyên zin. Đấy. Chỉ có lớp sơn và lớp sắt thôi. Không có bả tít nên là toàn bộ sau 15 năm xe sử dụng thì phần đầu và phần máy thì khá là ok, toàn bộ hoạt động mà máy số này rất chi là tốt, hơi rất chi là căng. Vâng, đây là toàn bộ tiếng động cơ đang hoạt động này. Máy chạy khá là chắc và toàn bộ động cơ không có dấu hiệu bị rung lắc. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc Forerunner XLT sản xuất 2006. Quý anh chị nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Xin chào và gặp lại quý vị các bạn.